Cheese Company at Bruny Island. Công ty Cheese Company được thành lập bởi Nick Hadle vào năm 2003. Công ty phô mai đảo Bruny được thành lập sau khi Nick dành 10 năm làm việc với các nhà sản xuất phô mai chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Nick là một người theo chủ nghĩa truyền thống trung thành, người nhận ra rằng phô mai tuyệt vời đã được sản xuất hàng thế kỷ trước khi công nghệ hiện đại đóng vai trò quan trọng. Anh ấy tin tưởng một cách say mê vào cách làm và ủ phô mai cũ. Chúng tôi là những người làm phô mai, nông dân, thợ làm bánh mì và nhà sản xuất bia. Sản phẩm của nơi đây là duy nhất và tinh túy của Tasmania. Chúng tôi là những nghệ nhân đam mê và lành nghề. Nghề thủ công của chúng tôi bắt nguồn từ truyền thống và phương pháp của chúng tôi không khoan nhượng. Sản xuất của chúng tôi nhỏ và phản ánh tính thời vụ của nơi chúng tôi sống, trồng trọt và sáng tạo.